Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Go pop it like. Chỉ là con trai biển hì hục đào cát thôi, nhưng đoạn clip kỳ lạ này sốt sình sịch hút 17 triệu lượt xem. Mặc dù ngắn ngủi, đoạn clip này đã được cư dân mạng bàn tán sôi nổi về cách con vật mềm mại có thể đào sâu xuống cát như thế. Một đoạn clip xuất hiện hồi đầu tháng 5 trên trang Facebook của Weather Channel kèm với lời chú thích đáng chú ý. Đoạn video kỳ lạ về trai biển đào cát này đã trở thành hiện tượng gây sốt cư dân mạng. Đoạn clip đã hiện thu hút được 17 triệu lượt người xem và con số này vẫn đang tăng lên. Nhiều người thậm chí tranh cãi xem nó thuộc nhóm động vật thân mềm hay mảnh vỏ nào, với phần lớn nghiêng về hai phương án thóc vòi voi hoặc trai móng tay. Chính xác thì đó là trai dao cạo. Theo như lời NST Hoshoi, giáo sư ngành kỹ sư cơ khí tại Viện Công nghệ Massachusetts Smith nói với tờ Washington Post, trai dao cạo nằm ở bờ biển Tây Thái Bình Dương chính là loài động vật đặc biệt trong clip. Trai dao cạo có tên khoa học là Siriwa pavula, thường nằm dọc theo bờ biển Tây Thái Bình Dương từ phía đông quần đảo Eliot, Alaska đến Pismo Beach, California. Chúng sống tại các bãi biển trong các khu vực bãi triều, có thể đào cát đến độ sâu tối đa khoảng 9,1 mét. Nhiều người coi trai dao cạo là một đối tượng nghiên cứu thú vị, bởi lẽ mặc dù không hề có tay và móng vuốt, con vật này vẫn có thể đào sâu xuống cát đến như thế. Nếu bạn chỉ có một cái vỏ mà mở được ở một phía, thì làm cách nào bạn có thể đào cát được? Hoshoi đặt vấn đề, rõ ràng nếu chỉ nhìn vào lực cơ bắp chúng tạo ra, trai dao cạo đáng ra chỉ có thể đào được một vài cm mà thôi. Nhưng cuộc nghiên cứu của Hoshoi và sinh viên tốt nghiệp Ascot Winter đã chỉ ra rằng, con vật thân mềm này có thể biến các rắn thành dạng tương tự các lún, một quá trình các nhà khoa học gọi là sự hóa lỏng. Nó có một chiến thuật đào đất rất thú vị, Hoshoi nói. Đầu tiên, con trai thả lỏng cơ thể, làm vỏ trai mở ra. Sau đó, con trai sẽ cắm một bên chân không xương của nó xuống cát. Tiếp theo, nó tiết ra một chút nước xuống bên dưới chân của nó, khiến cho chân nó được cứng cáp hơn, bám sâu vào lớp cát. Đồng thời, phần cát xung quanh chân nó sẽ được hóa lỏng, giảm lực cản và vỏ trai sẽ dễ dàng trượt xuống đào sâu thêm vào cát. Cuối cùng, chỉ còn một chút thân của con trai là còn nhô trên mặt cát. Con trai sẽ lặp lại các bước chân với tốc độ rất nhanh. Winster, giáo sư tại Miss đã ví, trai dao cạo giống như chiếc Ferrari của lớp động vật thân mềm. Vậy còn bạn, con trai phun ra thứ chất lỏng màu đen xám ở cuối clip thì sao? Xin thưa, đó không thuộc quá trình con trai đào đất như một số người đã lầm tưởng. Nhiều người tưởng rằng con trai hút cát vào để chui xuống, nhưng liệu có phải là vậy? Đó chỉ là cách con trai thải ra chất cặn bã trong cơ thể nó mà thôi, Hoshoi giải thích. Dù sao thì dựa vào hành vi đào cát của con trai dao cạo, Hoshoi cùng các đồng nghiệp của mình đã có thể sáng tạo ra một thiết bị gọi là RoboClamp, trai robot, mô phỏng khả năng của con trai khiến một vật có thể bám chắc vào đáy biển. Đây có thể là một ứng dụng rất hữu ích. Các công ty robot với những phương tiện ngầm dưới nước từng đau đầu để nghĩ ra cách neo đậu tại những vùng đất ngập cát, đặc biệt là ở quanh các bãi cát san hô. Bên cạnh đó, Hoshoi cũng dự tính công nghệ RoboClamp cũng có thể ứng dụng những lắp đặt các cáp ngầm dưới đáy biển. Không những có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, công nghệ này cũng sẽ hơn nhiều so với các cách làm hiện có, theo lời Hoshoi.